Xin chào các khán giả thân mến của Crowd Luxury. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng chúng tôi. Và hôm nay, chiếc đồng hồ được giới thiệu đến chính là một chiếc đồng hồ dành cho quý cô đến từ thương hiệu Patek Philippe, một thương hiệu vô cùng quen thuộc trên kênh review của chúng tôi. Nhắc đến Patek Philippe là nhắc đến những chiếc đồng hồ được giới sưu tầm vô cùng khao khát. Bên cạnh Grand Complications, bộ sưu tập của những chiếc đồng hồ mà phong cách đặc trưng của hãng với vẻ ngoài cổ điển, bên trong là nhiều chức năng cực kỳ phức tạp, thì Nautilus lại mang phong cách hoàn toàn trái ngược, thể thao và năng động. Mang hình dáng từ khung cửa sổ tàu ngầm đầy độc đáo, ngay từ khi ra mắt đến tận ngày nay, giới mộ điệu vẫn giao giết săn lùng những chiếc Nautilus vào bộ sưu tập của mình. Không quá bất ngờ khi một chiếc đồng hồ thép với chức năng cơ bản lại có giá đến hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Gần đây nhất, Patek đã tung ra phiên bản giới hạn của model Nautilus 5711. Đây là sự bắt tay cùng hãng Tiffany & Co. Phiên bản này giới hạn chỉ 170 chiếc trên toàn thế giới, và một trong số ấy đã được bán đấu giá với mức giá cuối cùng là 6,5 triệu đô la Mỹ hồi tháng 12 năm 2021. Đây được xem là một mức giá không tưởng đối với một chiếc đồng hồ thép. Quay trở lại với nhân vật chính trong video ngày hôm nay, model mà chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng chính là Nautilus 7118-1A010 với mặt số trắng. Trong một số trước, Crowd Luxury đã giới thiệu đến các bạn một model 7118 cực kỳ rực rỡ với bộ vỏ vàng hồng và đính kim cương Snow Setting, thì thiết kế hôm nay lại trái ngược hoàn toàn với một diện mạo đầy thanh lịch và trẻ trung. Chiếc đồng hồ sở hữu bộ vỏ size 35,2mm, một kích thước rất vừa vặn để đặt lên cổ tay của các quý cô. Bộ vỏ này có khả năng bảo vệ đồng hồ ở độ sâu 60m. Bộ dây thép sáng bóng được thiết kế thành thoát, kết hợp cùng khóa gập có logo Calatrava được khắc sắc sảo, khiến cho cổ tay quý cô trở nên duyên dáng hơn bao giờ hết. Đối với những quý cô là tín đồ của thương hiệu đến từ Thụy Sĩ này, thì đây quả thực là một mẫu đồng hồ không thể bỏ qua. Với vẻ ngoài không quá khác biệt so với dòng Nautilus nam, điểm đặc biệt làm thiết kế của chiếc Nautilus trở nên nữ tính hơn, đó chính là mặt số với những đường sóng mềm mại, màu xám trên nền trắng, thay cho những đường dập nổi thẳng hàng của phiên bản dành cho nam. Mặt nền đồng hồ được bố trí cực kỳ đơn giản với các cọc số cùng kim giờ, phút, phủ chất phát quang. Ô cửa sổ thể hiện ngày thay cho vị trí cọc 6 giờ. Vận hành bên trong chiếc đồng hồ là một bộ máy tự động Calibre 324SC, chỉ mỏng 3,3mm. Nên cả chiếc đồng hồ Nautilus 7118 trông thật sự mảnh mai và duyên dáng trên cổ tay nữ giới. Có thể quan sát được nhờ lớp kính phía đáy, bộ máy 324SC gõ nhịp ở tần số 4Hz với khả năng dự trữ năng lượng trong vòng 45 giờ đồng hồ. Trên đây là phần review về chiếc đồng hồ Nautilus 7118-1A010 của Crowd Luxury. Các bạn cảm nhận thế nào về chiếc đồng hồ này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đón chờ những video tiếp theo của chúng tôi nha! Thân ái chào tạm biệt!